bên treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Tôi viết rất nhiều thơ về Bác Hồ. Bài thơ Ảnh Bác là bài thơ rất đặc biệt. Đấy là bài thơ đầu tiên của tôi được đăng báo. Năm 1968 ấy, thì kỷ niệm 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, thì cả lớp tôi có một cái đề tài là viết thư cho Bác Hồ, kể chuyện về những việc tốt của mình. Cả lớp ào ào viết thư cho Bác. Tôi thì cứ lúng túng mãi, thì cô bảo không chứ em làm thơ thì cũng là việc tốt. Thế là tôi chép 20 bài thơ trong tập thơ đầu tiên của tôi, là cái tập Từ Góc Sân Nhà Em ấy. Thế nên cái hồi đó tôi viết cái địa chỉ thì rất vu vơ. Kính gửi Bác Hồ ở Hà Nội. Đấy, thế thì làm sao mà có thể đến tay Bác được. Thế và sau đó cái việc đó tôi quên đi. Sau này thì tôi mới biết hóa ra tập thơ không hề bị thất lạc mà đã đến được tay Bác. Và thường xuyên là Bác Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ, đã đọc cho Bác nghe những cái bài thơ đó. Lần đầu tiên mà tôi được đến Hà Nội đấy là ngày 30 tháng 5 năm 1969. Cô Lê Thu Trà là Phó Chủ tịch Ủy ban Chăm sóc Thiếu niên Nhi đồng Hà Nội ấy, thì có báo cáo với Bác. Thế này Bác có bảo là nếu thế thì cho Bác gặp cháu Khoa, nhưng mà để cháu đi cùng với các bạn của Nhạc viện Hà Nội. Nhà trường thì cũng rất là lo khi nếu như tôi chỉ có đi một mình thôi. Thế chính vì thế cho nhà trường này báo cáo là cháu Khoa đang ốm. Thế và ngày hôm sau thì cả cái đội quân chúng tôi thì kéo hết vào nhà chú Tô Hữu đấy. Thì chú Tô Hữu mới kể lại là Bác rất tiếc là không gặp được cháu. Và Bác có dặn lại cháu rằng là hãy cố gắng phấn đấu học tập để trở thành cháu ngoan Bác Hồ trước đã, rồi hãng làm nhà thơ nổi tiếng sau. Bởi vì là làm cháu ngoan Bác Hồ phải là những người tốt, có được những việc tốt, vân vân. Đấy, thế thì cái đó là cái mà phải nói tôi rất là cảm động. Tôi rất là tiếc là không gặp được Bác. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là mình thế nào mình sẽ có dịp để mình gặp Bác. Thế nhưng mà rất tiếc là cái điều đó lại không thể thành được nữa. Sau này xem lại cái thước phim mà Bác quay với các bạn Thanh Nhạc Hà Nội đấy, thì biết là Bác đã mệt lắm rồi. Đấy là cái cố gắng của Bác để gặp lại các cháu thiếu nhi lần cuối cùng. Sau này đến khi Bác mất thì tôi có viết là Bác ơi, cháu chẳng bao giờ còn vui gặp Bác, cháu chờ đã lâu là như vậy.